Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì tiếp và giải quyết kiến nghị của công dân. Theo đó, tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan đã lắng nghe bà Nguyễn Thị Sinh, trú tại quận Thanh Khê, kiến nghị liên quan đến việc không thực hiện nhất quán trong chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố trong giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ đối với các học viên và xin xem xét giải quyết cho con bà là Nguyễn Ngọc Tiến được rút khỏi đề án và bùi hoàng kinh phí đào tạo cho thành phố với thời gian 7 năm và một lần kinh phí như các học viên khác. Qua báo cáo đề xuất của các ngành liên quan, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng hợp đồng và thỏa thuận đã ký với trường hợp này đảm bảo pháp lý để thực hiện. Đề nghị bà Sinh nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của Trung tâm Phát triển Nguồn Nhân lực Chất lượng Cao thì có thể khởi kiện tại tòa án theo quy định. Đồng thời đề nghị Trung tâm ra soát các trường hợp tương tự, nghiên cứu tạo thuận lợi cho học viên thực hiện tốt chính sách, phát huy hiệu quả đề án ngoài ra cần rút kinh nghiệm để triển khai đồng bộ và hướng dẫn cụ thể để áp dụng thống nhất chung